Mê Mơn, Hứa Hạ Nhân bị mất mặt trong tay của quân phòng thủ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể cưỡi lên đầu hắn. Về phần quân phòng thủ, tôi càng không bỏ qua. Tôi đến thời đại này, không phải để bị người ta làm nhục. Tôi có thể nhẫn nhịn một lúc, nhưng không lâu. Cần phải trả lại gấp đôi, cả những người này đi. Điên điên dại dại, đại thánh trai nếu như có tính cách này, chỉ là làm việc vì làm việc, chứ không phải vì vinh quang này. Khuyên những người may mắn ở lại, cũng nên xem xét xem mình có phù hợp mặc bộ đồng phục này không. Triệu Hùng đi thôi. Một bước sai lầm sẽ dẫn đến sai lầm mãi mãi. Triệu Chí Bằng quay người rời đi, trong nháy mắt như già đi mười mấy tuổi. Anh đừng đi. Mê Mơ Hứa xài một mình không có người chỉ huy. Ra lệnh để tôi xem một chút. Được. Mượn. Hạ Nhân vừa xem lệnh của Bình Bút. Có gì không đúng sao, không có ngày tháng. Cuối cùng lại, đại nhân Cố mới đưa ra lệnh của Bình Bút. Thời gian này thật là chuẩn xác. Đại nhân Cố luôn tàn nhẫn, lời ít nói. Dù sao cũng đã giúp chúng ta một tay. Mười suất, theo như lần trước bàn, bắt đầu báo cáo lên Bình Bút. Hạ Nhân nếu quyết định đấu với quân phòng thủ, tôi sẵn sàng giúp một tay. Tôi cũng vậy. Mê Mơ, quân dự bị 200 người. Người của ba bên chúng ta cùng với 10 suất này cũng chỉ có 27 người. Không nói đến chiến đấu lực, chỉ số lượng đã chênh lệch rất nhiều. Viện Sơn và Hạo Quân lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ Hạ Nhân trẻ tuổi bồng bột, nuốt không cho cục tức này. Chờ hai người đi rồi, Hạ Nhân không rời nhà môn ngay, ngược lại cầm bút viết danh sách 10 sai dịch, báo cáo lên Bình Bút Thượng Quan. Huyện Thanh Sơn mọi thứ đều tốt, nhưng nhân sự vẫn thiếu. Mong mở tuyển dụng sai dịch dự bị, bổ sung số lượng sai dịch với 200 người là tốt nhất. Hạ Nhân viết xong mật thư gửi Bình Bút, quay người đi đến phòng thờ. Sau khi đi vòng vài vòng thì vào một cửa hàng. Hứa sai dịch, sao anh đến muộn vậy? Mê Mơ có chuyện gì? Anh nên đến hỏi một lần mỗi 2-3 ngày. Hồi âm của Bình Bút, vì để ẩn nấp tôi không thể chủ động liên lạc với anh. Tôi cũng lo đến quá gần dễ bị lộ. Chỉ vì lo lắng điều này, phân bố ở 18 huyện dưới quyền của Phủ Thanh Châu, chúng tôi mở phần lớn là cửa hàng. Người qua lại phức tạp, không dễ gây hiểu lầm. Sau này mua cái này rất đắt hàng. Đây là gì? Hi hi, ruột cừu. Chọn từ cừu non 2 tháng tuổi. Mềm hơn, tròn hơn, độ dẻo dai tốt hơn. Hứa sai dịch, anh là đối tượng trọng điểm của Bình Bút. Cuộc sống hàng ngày vẫn nên chú ý an toàn, tránh bị người ta tính kế. Trước đây có không ít người vì con cái bị người khác nắm giữ mới phản bội đại thánh. Càng làm càng phí. 10 lạng bạc. Cái gì? Đắt thế 10 lạng bạc. Tôi mua mấy cô bé thanh lịch nhỏ nhắn, cũng không cần dùng cái này. Hừ hừ hừ. Lần này Hứa sai dịch đã kiếm được không ít bạc. Cảnh tượng phát bạc ở nha môn làm ta ngưỡng mộ. Anh còn quan tâm đến thức ăn này. Ừ, các anh biết nhiều nhỉ. Xem ra người của chúng ta ở huyện Thanh Sơn không ít. Cùng phe. Tôi ở hẻm sau của cừu lầu phía Nam Thành, bị quân phòng thủ giết chết. Sao không đến giúp tôi một tay? Chúng tôi chỉ thu thập thông tin, không chủ động can thiệp vào mọi việc địa phương. Hừ, hỏi ông chủ Hùng, hồi âm của bộ binh đã đến tay Cố Trung Minh khi nào? Nếu có lệnh chính thức, sẽ không qua tay chúng tôi, sẽ chuyển thẳng đến các chủ quan huyện. Nhưng người gửi lệnh tôi lại quen biết. Sáng hôm qua đã đến nha huyện rồi. Cố Trung Minh thật gian xảo. Sáng hôm qua à, hôm qua tôi còn hỏi anh ta, có nhận lệnh của bộ binh chưa? Anh ta cố ý không nói rõ. Hứa sai dịch nhớ xem thư. Ngoài ra, xem xong vài lần đưa khách đi. Mê Mơ, anh. Ai đó, tôi. Sợ cướp núi cướp của cướp người à? Tôi cũng lo lắng. Nghe nói tối qua các anh làm náo loạn lớn, chết không ít người. Là Tử Lãng chết. À, chết rồi tốt. Lát nữa nấu cơm, tôi mua vài cái bánh và của khô. Anh ăn trước đi. Đã lâu không gặp anh Tôm. Rất nhớ. Vụ án Tử Lãng và yêu cầu của anh đã báo cáo cho đại nhân Tiết Tao. Đại nhân Tiết rất khen ngợi anh và dặn anh chú ý an toàn. Ngoài ra, ông chủ Hùng của cửa hàng là bạn có thể hoàn toàn tin cậy. Quan hệ trong huyện nhà phức tạp, nhưng không lo lắng, làm việc không khác nhau, can thiệp mạnh. Hy vọng anh làm việc cẩn thận, vì mình trước. 10 suất sai dịch đã được phê duyệt, sắp xếp danh sách sớm và nộp lên. Nếu có chuyện gì có thể gửi thư cho Tiết ông Trương Phương Bình. Thư này rất chân thành, ý quan tâm tràn đầy trên giấy. Trương Phương Bình nghĩ mình là anh em thật sự. Sau đó, anh Tôm đi nấu cơm. Đột nhiên Phương Như vào, đi thẳng đến bếp, bắt đầu nhóm lửa. Anh Tôm nấu hai món mặn, hai món chay. Nhìn vào cái chảo nhỏ, Phương Như ngạc nhiên, mùi thức ăn thơm lừng. Sau khi nấu xong, Phương Như tự nguyện mang thức ăn ra sân. Đạo sĩ có mắt, hỏi thăm Phương Cường thế nào. Hai ngày tới sẽ tuyên án, Tử Lãng đã chết. Phương Cường bị Tử Lãng ép buộc, nộp thêm một số tiền phạt, chắc không bị đưa ra tiền tuyến, nhưng có thể bị án vài năm. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp để thụ án ở huyện Thanh Sơn.
À, miễn không ra tiền tuyến, không bị tử hình là tốt rồi. Anh cũng quan tâm nhỉ? Dù sao cũng là anh em cùng cha. Chẳng lẽ trong mắt anh tôi là người lạnh lùng? Sáng nay chị dâu của anh đến, chắc lo anh nói gì. Đứng ngoài cửa cho vào. Cô ấy không vào, sợ tôi. Hỏi anh có ở nhà không rồi đi. Nhưng đi xa như vậy đến đây cũng tình nghĩa. Xem ra có người trong lòng anh bắt đầu trở nên quan trọng rồi. Hừ hừ, Phụ Tiêu vừa mất chồng đã nghĩ đến chuyện yêu đương rồi. Lời nói của anh thật cay độc. Từ Lãng và anh trai tôi chết rồi cũng không thấy anh khóc chút mộ. Anh lo cho bản thân mình đi, đừng lo chuyện khác. Phương gia, anh nghĩ mình còn trở về được sao? Không chừng một ngày nào đó anh sẽ phải dựa vào những người mà anh từng khinh bỉ. Ăn xong đi tắm. Anh coi tôi là gì? Hi hi, nàng dâu hay chị dâu? Anh muốn tôi gọi anh là gì? Khư. Anh làm gì đấy? Hi hi. Nàng dâu chưa tắm à? Để tôi giúp nàng lau người. Anh biết rõ, tôi không phải là nàng dâu của anh. Thì ra chị dâu thích thân phận này. À đừng, anh đồ khốn. Anh có tình làm nhục tôi, có giỏi thì làm thật đi. Nói gì ngốc vậy, tôi vẫn là trai tân, đồ sát nhân. Chỉ còn 4 người chúng ta, giờ có 50 người. Chính thức phân thành 5 nhóm. Phương Viễn Sơn nhóm 1, Hạo Quân và Triệu Chí Bằng nhóm 2. Chúng ta nhóm 3. Tống Chí Trung, Đàm Minh Huệ và Trương Diệu nhóm 4. Nhóm 5 còn lại, nghe nói là người của huyện và thành phố. Anh Nhân mời ngồi. Tôi là một sai dịch nhỏ, không xứng với vị trí đó. Mùi đó làm người ta khó chịu. Lúc này một sai dịch bước đến, nói là huyện lệnh có việc. Triệu tập gặp thượng quan. Đầu tiên là Từ Lão, sau đó Triệu Chí Bằng và người khác bị đuổi khỏi đội ngũ. Khu vực ban đầu cần phân chia lại. Hôm nay Triệu Đại Nhân đến là vì việc này. Phương Viễn Sơn và Hạo Quân rõ ràng mặt tái mét. Ngược lại Đàm Minh Huệ, Phương Trung Đường và cùng một vài người khác sai dịch liên lạc. Từ hôm nay, huyện Thanh Sơn chia làm 5 khu vực lớn. Đông Tây Nam Bắc và Trung Tâm. Khu vực Miếu Chợ do Sở Trung Thiên phụ trách. Khu vực Miếu Chợ Hậu Long phụ trách khu vực Nam Thành. Triệu Diệu phụ trách khu vực Đông Thành. Đàm Minh Huệ và Tống Chí Trung phụ trách khu vực Tây Thành. Phương Viễn Sơn và Hạo Quân phụ trách khu vực Bắc Thành. Nhóm 3 phân công, anh Tôm và Đàm Lôi khác biệt. Nhân sự thiếu, tạm thời phụ trách việc ngoài thành, quản lý đưa dâu và thu thập lương thực. Phương Viễn Sơn và Hạo Quân biến sắc, khu vực Bắc Thành nghèo nhất. Anh Tôm bị ném ra ngoài thành, rõ ràng bị gạt ra ngoài. Thôi, mỗi người tự lo. Làm sai dịch tốt, sai dịch tôi vẫn phải nuôi gia đình. Các anh lương tâm tự hỏi, nhà có nghèo thật không? Mỗi người một chí, để họ tự đi. Sở Trung Thiên là người của đại nhân Cố, trước đây không dám làm lộ liễu. Hậu Long là người của đại nhân Trần Huyện. Hừ hừ hừ, người thân cận của đại nhân Cố và đại nhân Trần lộ diện. Xem ra một lần đuổi mới sai dịch, khiến ba vị đại nhân lo lắng. Chúng ta có quá nhiều người, Bắc Thành vẫn có thể thu được ít bạc. Vậy ngoài thành thì sao? Ngoài thành có cái hay của ngoài thành. Huyện Thanh Sơn tuy phồn hoa, nhưng so với diện tích ngoài thành chỉ như hạt đậu. À, tôi bảo anh đến thường xuyên, không nói là đến mỗi ngày. Thư hôm qua vừa mới gửi đi. Giờ chắc mới tới nơi, hồi âm của Bình Bút. Sớm nhất cũng phải ngày mai. Ừ. Dù sao cũng không có việc vị huyện lệnh đại nhân Cố áp chế rồi. Bình Bút cũng không can thiệp quá nhiều vào chính sự địa phương. Dông mạnh cũng phải chung sống với gián địa phương một thời gian. Trước đây là kỳ thi lớn, Bình Bút mới thành lập. Địa phương nể mặt triều đình. Nhưng thời gian trôi qua, Bình Bút cũng phải khiêm tốn hơn. Là cấp trên nói sao? Chuyện này cấp trên không nói. Nhưng mỗi lần kim quan xuống đều như vậy. Quen rồi thì ổn thôi, tiếp theo xem trên đánh nhau thế nào. Nếu Bình Bút thắng, chúng ta cũng được thơm lây. Ngược lại, chúng ta sẽ gặp xui. Anh nên khiêm tốn. Nghe nói các huyện khác có vài người ngầm đã bị cô lập bởi những người nổi danh. Anh nói tôi viết thư điều Vương Hổ ra tiền tuyến vào đội cảm tử được không? Việc này, điều ra tiền tuyến quá phiền, qua tay nhiều người. Nhưng tôi có cách, chắc chắn khiến Vương Hổ gặp xui. Nhưng cần bạc. 1,0 lượng bạc, Vương Hổ cầm bạc, dù lấy lại được hay không, đây coi như phí lao động của ông. Ha ha ha. Bảo sao Trương Phương Bình coi trọng anh vậy? Thật nhanh gọn, việc thành xong đưa cũng không muộn. Cảm ơn. Sau 7 ngày, huyện Thanh Sơn đột nhiên đón nhận một tin lớn. Nguyên Thiên Tổng quân phòng thủ huyện Thanh Sơn được điều về huyện Vĩnh Phong làm Thiên Tổng mới của quân phòng thủ huyện Thanh Sơn, được trực tiếp bổ nhiệm từ Phủ Thành. Người này khi nhậm chức mang theo 100 binh lính, dễ dàng kiểm soát quân phòng thủ huyện Thanh Sơn, còn trực tiếp bắt giữ tiểu đội của Vương Hổ, giao cho nha môn huyện Thanh Sơn. Chỉ đích danh giao cho Hứa Hạ Nhân. Vương Hậu, lâu rồi không gặp. Phi, có bản lĩnh thì đấu tay đôi. Âm mưu sau lưng thì có gì là bản lĩnh? Hứa Gia Luân ngày đó chỉ tiếc không giết chết mày. Hừ hừ hừ, muộn rồi. Xin sai ra tha mạng, tha mạng.
Cốt khí của các người đâu rồi? Chúng tôi không phải là Hu Xuyên và Vương Hổ xem trọng anh nhất. Chúng tôi không có lợi lộc gì. Đúng thế, phần lớn lợi lộc bị các người chúng tôi chỉ kiếm được vài chén rượu. Nhóm chúng tôi chỉ nói các người là gian manh nhất. Vương Hổ và Hu Xuyên ở lại, những người khác đánh 30 roi, phạt 10 lượng rồi thả về. Cảm ơn Hứa Sai gia. Giam Vương Hổ và Hu Xuyên vào đại lao. Hạ nhân liếc nhìn các sai dịch xung quanh, trong đó có Sở Trung Thiên, Hậu Long, Triệu Diệu, cùng với Tống Chí Trung. Đây cũng là 5 người nổi bật gần đây. Nhắc nhở thân tình, gần đây ra ngoài thành, tốt nhất không mang theo hàng cấm. Ha ha ha. Hứa Hạ Nhân phụ trách ngoài thành, lại thân thiết với quân giữ cổng thành. Chẳng phải có nghĩa là vùng ngoài của huyện Thanh Sơn đã trở thành căn cứ vững chắc nhất của Hứa Hạ Nhân. Chúng ta ngược lại thành cá trong chậu. Anh, xin tha cho tôi, chiếc Huawei Mate 60 này tôi tặng đừng anh. Đừng phí công nữa, tôi có rất nhiều Huawei mới. Chú ơi, lần trước cháu đến không thấy có cháu có tài và đăng ký từ góc trái dưới của tôi. Cái khác tôi không biết, góc trái dưới của nhà tôi. Nhà phát hành game bảo đảm, ngoài Huawei Mate 60 còn có 10.000 chiếc Apple 15 tặng kèm. Đều là hàng chính hãng mới. Tài xong không thấy chỗ nhận, không thể chỉ tài mà không xác minh, nếu không sao gửi điện thoại cho anh được. Thật vậy, tôi đã kiểm chứng tính xác thực, hiện còn tặng kèm Amateur Joe không giới hạn, tài đăng ký cơ bản đều nhận được. Tai họa đến nơi tôi cũng không rảnh mà nhận, bảo người nhà nhận hộ, dù sao còn đường link là còn hàng, nhưng phải tải game từ góc trái dưới của tôi, hoàn thành nhiệm vụ, Apple Huawei giao tận nhà. Các người, không qua xét xử, không thể hành xử thế này. Hạ nhân liếc nhìn hắn, chỉ phất tay, Hồ Tuấn và Trương Thiên hiểu ý, tháo Vương Hổ khỏi giá treo, đưa về phía chiếc thùng lớn, sau đó Đàm Lôi lấy một bao tải, trước mặt Hu Xuyên mở miệng bao, to áo, những con đỉa, rơi xuống thùng nước. Các người định làm gì? Hi hi, đây là cải tiến của Hứa Sai trên con đường thủy tinh. Đỉa sẽ chui vào vết thương do roi gây ra, không ngừng chui vào cơ thể, khiến cơ thể đầy đỉa. Cả người như bị bệnh phong với những bong bóng nước. Hừ, có lẽ còn đáng sợ hơn bệnh phong. Các người không thể làm thế. Chúng tôi là quân phòng thủ. Hừ, quân đại thành sai bắt Vương Hầu vào sáng sớm. Ngươi là một quân phòng thủ nhỏ bé, không có phẩm cấp gì. Là cái thá gì? Bắt đầu đi, các người thần thật. Thần sao không hỏi một câu? Anh, giết tôi đi, xin anh, giết tôi, biết sai rồi, tôi đáng chết, hãy để tôi chết. Ừ, yếu hơn nhiều rồi, chỉ sợ không chịu nổi ghế hổ. Thả ra đi, tiếp cho ghế hổ của tôi. Lúc trước Từ Lãng cũng chịu chiêu này, khai hết mọi chuyện. Hứa Sai ra, hỏi tôi gì cũng được, hỏi tôi muốn cắn ai, tôi cắn người đó. Xin đừng tra tấn tôi nữa, xin hãy thẩm vấn tôi, tôi sẽ khai hết. Khai hết. Ha ha ha. Anh Tôn, việc này lớn đấy. Cấu kết với Hoa Phủ là thiết lập của huyện úy Tần Minh buôn lậu vật tư cho sơn tặc Tam Động Khẩu. Lần này nước sâu quá. Ghi lại lời khai mới. Đổ hết cho Từ Lãng và Vương Hổ. Rõ. Để duy trì sự cai trị của Đại Thánh, tôi không thể làm lớn chuyện. Nếu khiến sơn tặc thảm sát, người chết nhiều nhất vẫn là dân vô tội. Người thổi còi không thể là tôi. 1,000 lượng bạc thuộc về anh. Ha ha ha, sao rồi? Giờ thoải mái chưa? Đừng trách tôi kiếm 1,000 lượng của để anh. Để điều thiên tổng quân phòng thủ cũ đi. Rồi bổ nhiệm người quen xuống. Tôi phải tốn nhiều quan hệ. Tốn nhiều bạc, bắt Vương Hổ, lôi ra một chuỗi dài. Tôi hiểu tại sao trên thiết lập binh bộ cả gốc rễ đều thối nát. Anh nói vậy, chứng tỏ anh không nông nổi. Duy trì sự cai trị của Đại Thánh, bảo vệ luật lệ Đại Thánh, phải có thực lực. Không ai dám chống lại luật Đại Thánh, ngầm gì cũng dám làm. Trước tiên lo giữ mình, không phải ích kỷ hay thiếu trách nhiệm, là lựa chọn tốt nhất theo thời thế. Về nhà môn, hạ nhân sắp xếp lời khai của Vương Hổ và Hu Xuyên, báo cáo huyện lệnh Cố Trung Minh, đề nghị khám xét nhà hai người. Theo quy định trước, một nửa giao cho nhà môn, phần còn lại tùy anh. Binh bút đã phê duyệt tuyển 100 sai dịch dự bị, cho anh 30 suất. Ngoài ra, cảm ơn đại nhân Cố đã giúp đỡ. Xin 200 người, phê duyệt 100 người. Rõ ràng là Bình Bút cũng không thể tự do hành động. Có lẽ đây là sự ủng hộ lớn nhất từ Bình Bút. Bị giữ lại 70 người cũng không làm gì được. Hừ, tôi không có bản lĩnh lớn đến mức
Xin cho ra ngoại thành cho anh không phải ý của tôi. Anh có thể tìm hiểu tình hình các huyện khác. Cố Trung Minh đâu không hiểu ý của Tôn trong lời nói. Cầm chén trà, nhấp một ngụm. Tôn cúi chào, rồi quay đi. Nhận được phê duyệt của nha huyện, hạ nhân dẫn Đàm Lôi và những người khác trực tiếp đi khám nhà Vương Hổ và Hu Xuyên. Một đội trưởng quân phòng thủ ở nơi tốt như vậy, chắc chắn không ít của cải. Hai người giữ cửa trước và sau, những người còn lại làm theo quy định lần trước. Rõ, Đám Lôi bước tới đá cửa. Những sai dịch phía sau cầm chuôi dao xông vào. Nếu không mặc đồ sai dịch, như bọn cướp vậy. Ông ba bạc, gái nhà hai bạc, bà lão một bạc. Trời ơi, Từ Lãng và Vương Hổ thật biết hưởng thụ. Huyện Thanh Sơn nghèo khổ, chúng làm ngày tháng vui vẻ. Bảo sao ngoài thành lại khổ cực thế. Hey hey, chúc mừng anh Tô. Chỉ thiếu gái Tây Hồ và gầy Dương Châu là đủ tứ đại cấm kỵ của Đại Thành. Tôi từng thấy gái gầy Dương Châu ở nhà anh họ Đàm Minh Huệ. Dáng người uyển chuyển, mềm mại, da trắng mịn, không tì vết, rất đáng yêu. Ngày nào đó siêu nhà anh họ anh. Anh giữ lại, mê mơ, ha ha ha. Cảm ơn anh Tôm. Rất nhanh những sai dịch kiểm tra 3 lần, mất 2 giờ. Sau đó tất cả tài sản được đăng ký, tổng cộng 3,2 lượng bạc, các tài sản khác 600 lượng. Ngoài ra, sau vườn nhà Vương Hổ chôn giáp và khiên, nhìn dấu hiệu của triều đình năm ngoài cấp, không đăng ký, không lấy ra, tổng cộng 50 bộ. Mê mơ, cử người canh ở đây. Anh Tôn điều tra, Vương Hổ có một biệt thự, ở đó vợ con hắn ở. Theo tội, Vương Hổ chắc chắn chết. Con cái hắn phải đưa đến Phủ Kinh Châu, nhưng nếu chúng ta giữ lại cũng được. Tôi đi xem con gái hắn, đều xinh đẹp, nhà trong thành của anh, cần người dọn dẹp, nên đi xem, thì giữ lại phục vụ. Sau đó Tôn dẫn người đến nhà Hu Xuyên. So với nhà Từ Lãng và Vương Hổ, đây chỉ là một ngôi nhà thường, không có sân trước sau, nhưng ở thành có nơi như vậy, cũng hơn nhiều binh lính. Khám nhà Hu Xuyên đơn giản, mất chưa đến một giờ, khám 3 lần, 180 lượng bạc, các tài sản khác trị giá 100 lượng. Hu Xuyên làm cho Vương Hổ biết tài sản của hắn, chắc sẽ hối hận, lấy ra 100 lượng, cho anh em đi uống rượu. Cảm ơn anh Tôm. Anh Tôm, trời còn sớm, hay đi xem vợ con Vương Hổ, nếu hài lòng, hôm nay có thể kết án sớm. Ừ, đi xem, đã là nhà Vương Hổ, nên khám nhà vẫn phải khám. Đi, tôi dẫn đường. Mở đầu là phản xác người anh độc dựa vào gương mặt giống nhau như đúc để thay thế. Người phụ nữ anh không thể có, quyền lực anh không hắn thể sẽ giữ. Từng thứ một chiếm lấy. Kiếp này hắn muốn sống thoải mái và vui vẻ. Bốn người bước vào một con hẻm hẻo lánh. Ở góc quay có vài tên côn đồ đứng ở cửa, đang đập cửa, miệng chửi bậy không ngớt. Cút đi, mẹ kiếp. Đại ca, tôi sẽ liều mạng với các người. Với tính cách nóng này này, nhận họ vào, có khi đêm đến lại có chuyện lớn. Xin sai gia tha tội, con gái tôi không biết là ngài, Linh Nhi. Mau quỳ gối xin lỗi sai gia. Đúng là mỹ nhân, bà là vợ cả của Vương Hổ. Triệu Mỹ là chính thất, dám hỏi sai gia chồng tôi ra sao rồi. Hừ, hắn không phải cha tôi. Chết ngoài kia càng tốt. Vương Hổ phạm tội nặng, hôm nay chúng tôi đến khám nhà. Hạ nhân liếc nhìn ngôi nhà, chỉ tốt hơn ở quê một chút, sân nhỏ nhìn qua là hết. Đây đều là đồ của chúng tôi, không liên quan đến người đó. Hắn cũng chưa bao giờ đến đây. Đừng động vào gà của tôi. Chúng tôi chỉ trông vào con gà này để mang ra chợ bán, đổi lấy chút đồ ăn. Ngoài chuồng gà ra, không phát hiện gì lạ trong sân. Ừ, sao không tìm Phạm Công làm? Là tên khốn đó nói chúng tôi tìm việc làm mất mặt hắn. Chỉ cho chúng tôi sống ở khu nghèo này, mỗi tháng cho 50 văn, vài năm trước còn đủ, giờ không đủ dùng, tôi và mẹ tôi chỉ có thể lén lút giặt và thuê, cộng thêm ít trứng gà đổi lấy chút đồ ăn. Người phụ nữ này là vợ cả của Vương Hổ ở quê, dù được đưa vào thành, nhưng vì sinh con gái, lại xuất thân thấp kém, bị Vương Hổ bỏ bê. Người làm sau đó, chắc thấy Vương Hổ không quan tâm hai mẹ tiền con, mỗi tháng cũng bị bớt. Hai mẹ con này xui xẻo. Vương Hổ thì, ngoài kia sống nhà lớn, ăn thịt uống rượu, không nghĩ tới còn có hai người này. Theo tôi vào nhà. Mẹ, các người ở ngoài canh. Linh Nhi, con ra ngoài mua chút muối, nửa giờ sau hãy về. Mẹ, họ dựa vào gì mà ức hiếp ta? Chúng ta không liên quan đến người đó nữa. Mẹ đừng sợ, cùng lắm chúng ta lên phủ thành kiện. Con không tin không có nơi nào để lý lẽ. Lên phủ thành. Nhiều sơn tặc loạn dân, thương dân không dám đi một mình, dựa vào hai người yếu đuối. Tin không, chỉ cần ra khỏi huyện một bước, lập tức sẽ bị người ta cướp vào ruộng hiếp dâm. Các người là thân nhân tội phạm, chết là hết. Báo quan cũng không ai thèm quan tâm. Mẹ, mẹ, ha ha ha.
Ba có giấy tờ ly hôn hợp pháp với Vương Hổ không? Cái này, không có. Vậy Vương Hổ có thường xuyên đến đây không? Nếu là cha cũng không sao, nhưng nếu Vương Hổ thường xuyên đến, tôi lại thấy hơi khó chịu. Vài năm trước còn đến mỗi 3-5 ngày, nghe nói lên chức lớn trong quân doanh, thì không đến nữa, chắc là thấy tôi già xấu đi. Chẳng phải quan lớn, không có phẩm cấp, nhưng nuôi sống vài người cũng đủ. Là vợ chồng kết tóc, sao không để ý bà, cũng không ly hôn. Hắn nói hắn, tôi xấu xí, dáng tệ, không quyến rũ bằng phụ nữ trong thành, không biết làm vui lòng người. Những năm trước hắn chỉ là lính gác cổng, lương không cao, nói để dành tiền tìm việc tốt, không đến thanh lầu nữa, chịu không nổi. Mới 3-5 ngày đến một lần, mỗi lần đến đều chửi bới, nói tôi như cá chết, mỗi lần làm chuyện đó còn tát tôi. Từ khi hắn có việc mới, thì không đến, cũng không chịu ly hôn, nói không cần, nhưng cũng không để cho người khác. Tôi dám ngoại tình, hắn sẽ bán con gái tôi, dám người không đối xứng. Ở đời sau, chắc chắn khiến đàn ông thích thú. Bà ghét hắn không? Không ghét, xuất giá tòng phu. Ừ, dù hơi ngốc, nhưng là người phụ nữ tốt. Tôi hơi ngốc. Vương Hổ phạm tội, không chỉ hắn phải chết, cả thân nhân hắn cũng gặp họa. Bà không ly hôn hay bị bỏ, cả bà và con gái, theo luật sẽ bị đưa đến Kinh Châu, phục vụ đàn ông ngày đêm. Có thể cho tôi đi và tha con gái tôi không? Nó còn nhỏ. Ha ha ha. Tôi và Vương Hổ có thù, dù tư thù không hại con cái, nhưng hắn phạm quốc pháp. Tôi biết luật phạm luật sao? Cứu con kẻ thù, cho tôi lý do. Cái này... Vì ngài là người tốt. Người tốt tôi không thích làm người tốt. Ở thế giới này, quá nhiều người tốt bị lãng quên, kẻ ác lại luôn vui vẻ. Ở thế giới này, quá nhiều người tốt bị hạ bệ, kẻ ác lại ngạo mạn. Ở thế giới này, quá nhiều người tốt sống mang tiếng xấu, kẻ ác lại lúc nào cũng đạo mạo. Tôi thực sự không có gì để đưa anh. Sai ra, anh xem, Nô gia còn lọt vào mắt anh không? Hê hê, bà nhanh nhẹn lên. Nô gia chỉ mong Sai gia đừng giao tôi cho người khác. Tôi nhất định nghe lời, ăn ít làm nhiều. Nô gia không biết vì sao, tôi dù ăn ít, vẫn tăng cân. Nói chuyện chính đi, mẹ con bà phải mạo hiểm. Tôi sẽ đến nhà lao, để Vương Hổ ký giấy ly hôn. Hắn sắp chết. Tôi cảm thông, khuyên nhủ, hắn có thể không nghe, muốn kéo bà và con gái theo. Dù sao hắn không ly hôn, chỉ vì không muốn bà tìm người khác. Đúng, hắn là vậy. Sai ra, làm sao đây? Mê mơ, thế này. Ba ký giấy bán thân cho tôi, như vậy tôi có lý do, cũng tiện làm việc, tôi bỏ ít bạc. Để Vương Hổ an lòng mà đi, hắn muốn gặp bà, đã bán thân, cuối cùng sẽ đồng ý ký. Mẹ con tôi nguyện ký giấy bán thân cho Sai ra, mong Sai ra cứu chúng tôi. Sau này tôi làm trâu ngựa cho anh. Mê mơ, được thôi, trời ạ, tôi định ký 3 năm giấy bán thân. Ba lại ký giấy mãi mãi, muốn tôi cưới ngựa trắng cả đời sao? Mẹ ơi, đây là bán thân hay mãi mãi? Sao mẹ lại ký? Mẹ dù không học hành nhiều, nhưng vẫn hiểu đạo lý. Cha con phạm tội, một khi chết, chưa nói chúng ta liên lụy. Cha con tình xấu, chắc chắn đắc tội nhiều người. Chúng ta cũng không yên ổn. Chúng ta là phụ nữ, đi theo Sai gia có cơm ăn. Con cầu gì nữa? Sai gia vừa nói, cho con đi học. Đó là ơn lớn. Con không biết điều. Đừng nhận mẹ này nữa. Cô gái nhìn mẹ ký giấy bán thân, đã đặt dấu tay, biết nói gì cũng muộn rồi, chỉ có thể cầm bút viết 3 chữ Vương Linh Nhi. Được rồi, các người đi theo tôi. Mang theo quần áo, không mang thứ khác. Vâng, theo lời Sai gia. Mấy người nhanh chóng rời khỏi con hẻm nghèo, đến nhà của Từ Lãng. Ô, to như vậy, các người dọn dẹp đi, tôi đi mua một số đồ ăn dùng. Các người ta làm đi. Đúng rồi, Hà Nhân Huynh. Qua 2 ngày nữa phải đưa dâu. Chúng ta phụ trách bên ngoài. Lúc đó đội đưa dâu là chúng ta phụ trách. Lần này là loại nào? Quy định năm nay là đủ 17 tuổi chưa kết hôn, hoặc đã kết hôn trong 3 năm chưa có con. Dù chưa kết hôn hay đã kết hôn, không có lý do đặc biệt, đều phải tái hôn. Ừ, thống kê danh sách rồi cho tôi xem. Được, ha ha ha. Tịch thu gia sản gặp phải đồ nóng tay rồi. Thật không gì qua được mắt anh. Yên tâm, tôi không giám sát anh. Vương Hổ là người của quân dự bị, trong quân vụ địa phương, buôn bán nhiều nhất là quân khí. Đó là thứ có giá trị nhất. 50 bộ giáp để cho anh. Cần trả phí kho. Không vấn đề, vừa muốn mua một số đồ ăn. Thanh toán cùng luôn, tổng cộng cho tôi 500 lượng là được. Không chiếm lợi của anh. Quân khí này cần bảo dưỡng hàng ngày. Đều cần bạc. Địa chỉ nói tôi sắp xếp người đến lấy. Chuyện này anh không tham gia. Binh bộ tư bên kia anh báo cáo thật. Công lao tính cho anh. Mượn ăn chở nguyên liệu đến Miếu thị Bắc khu Thanh Thạch hạng số 3. Được, quân dự bị. Bạn anh lần này giúp tôi nhiều. Cần bao nhiêu tiền thưởng? Không cần. Hắn lên trước này là để mạ vàng.
thời gian sau sẽ đi. Ngoài ra, vụ án Vương Hồ Hán cũng có nhiều công lao. Nói ra phải là hắn cảm ơn anh. Lần sau giới thiệu các người quen nhau. Rời khỏi tiệm của Hùng lão đảng, trời đã tối, anh liên tiếp chặn đường tài chính của Sơn Tộc. Sau xin bị đánh lén, không về quê, mà thẳng đến nhà của Từ Lãng. Không biết mẹ con họ dọn dẹp nhà thế nào rồi. Lão gia về rồi, tiệm đã gửi đồ đến chưa? Đã gửi đến rồi, phòng bếp cũng bắt đầu nấu ăn. Ừ. Con gái bà đang làm gì? Nó đang giúp ở phòng bếp. Tôi sợ nó không biết làm. Nó không lười đâu. Nó thích đọc sách viết chữ. Thì đọc nhiều vào. Việc nặng không cần làm. Cảm ơn lão gia. Lão gia, ở phòng phía sau còn hai cô gái. Một trong số đó là Nico. Người nào là phu nhân? Không phải ai cả. Họ là kẻ thù. Không cần nuông chiều họ. Cho ăn là được. Có việc thì để họ làm. Ở đây tôi không nuôi người nhàn rỗi. Bắt đầu phản xác kẻ đầu. Người anh dựa vào khuôn mặt giống hệt để thay thế. Những gì anh trai không, anh đạt, không được. Đạt được, anh ta sẽ lần lượt lấy được. Cuộc đời này anh ta muốn sống vui vẻ. Hey hey, tay của cô lại mịn màng. Không giống người làm việc nặng nhọc. Tôi cũng không biết sao nữa. Bình thường giặt rũ và áo mà tay không bị chai sần. Mẹ ơi, cơm xong rồi. Mẹ cô xuống làm gì? To lớn, sâu như biển. Vương Hổ thật là một kẻ ngu ngốc. Đây thật là một bảo vật. Sau bữa cơm, hạ nhân đi dạo trong sân. Ánh trăng trải dài, hương hoa tràn ngập trong không khí. Thật là một cảnh đẹp. Lão gia, tối nay ngủ ở đâu? Mê mơ, là hai cô em ở hậu viện nhờ tôi hỏi. He he, nhanh vậy đã gọi nhau là chị em rồi. Con gái cô đã ngủ rồi à? Trong bữa cơm lão gia cho rượu. Nó tham uống quá nên uống nhiều. Giờ đã ngủ rồi. Mê mơ, vụ án của Vương Hổ ngày mai sẽ được xét xử. Hắn phạm tội không nhỏ, không sống được đâu. Nếu hắn biết tôi tốt với hắn thế này, còn nuôi vợ con hắn, không biết có cảm kích không? Hắn tự làm tự chịu. Mẹ con tôi bây giờ sống rất tốt. Tôi không có gì để nói. Lão gia có thể không nhắc đến hắn không? Đi chuẩn bị nước tắm đi. Ôi! Tôi sống hơn 30 năm, chưa từng trải qua chuyện này. Vẫn là một người vừa mới quen. Chỉ lớn hơn con gái tôi một chút. Một chàng trai trẻ khỏe mạnh. Hạ nhân vẫy tay, bảo hắn về nghỉ ngơi. Gặp hạ nhân huynh, hôm nay phải báo cáo vụ án của Vương Hộ và Hồ cho đại nhân cố. Một số việc sớm giải quyết, mọi người đều an tâm. Là bổ sung chứng từ, chứng nhân mang chủ tiệm quán rượu lần trước tới. Viết chứng từ, ngoài ra Vương Hồ cũng khai, chính là Mã Tứ Hải của quán rượu Mã Gia. Tiết lộ thông tin cho hắn, bắt người này tới, thẩm trai thẩm vấn, phụng thẩm trọng pháp, tối nhất thực hiện nghiêm chỉnh theo chỉ đạo của hạ nhân. Sau đó thẩm trai đưa cho hạ nhân một cuốn sổ, nói là danh sách những cô gái đủ tiêu chuẩn. Tiếp đó, cùng Trương Thiên và Hồ Tuấn rời khỏi trạm canh, đi gặp hạ nhân, xem qua một lượt, thật sự thấy tên chịu à. Cưỡng ép hôn nhân không phải là chuyện tốt. Có chỗ dựa vẫn tốt hơn là sống độc thân cả đời. Tôi nghe nói lần trước mua lại nhà và tài sản của Hứa Lãng. Anh bỏ tiền ra mua. Phải, lần này biểu tượng chỉ cần vài lượng bạc là được. Là việc gửi con gái. Phải nhanh lên. Ngoài ra còn một việc nữa. Phủ Thành đã phát hành 10 suất chính thức. Đây là danh sách. Anh cầm xem đi. Khốn kiếp, danh sách đã lấy đi 3 người của mình. 10 người chính thức. Bản thân có 6 người, Phương Viễn Sơn và Hách Quân cộng lại là 4 người. Phương Viễn Sơn và Hách Quân không thay đổi. Nên 6 người mình đề xuất đã bị thay thế 3 người. Chắc là đã thay bằng người của Cố Trọng Minh. Có vấn đề gì không? Ừ, không vấn đề gì. Ừ, ngoài ra còn việc hậu bối sai dịch. 30 suất của cậu mau chóng nộp đi. Nhớ là của cậu. Số suất của các phòng khác phân chia thế nào? 70 suất còn lại sẽ được chia đều cho 4 phòng khác. Yên tâm, sẽ chăm sóc đầy đủ. Vâng. Cậu về rồi. Mấy ngày không gặp, gầy đi nhiều. Hừ, tôm không có, như sò đói quay về bếp. Phương Nhu theo tôm vào bếp. Thành thạo nhóm lửa. Tôm không làm phiền các cậu ăn cơm chứ? Tam già đã ăn chưa? Có cần xào thêm mấy món không? Người già ăn tối nhiều không thoải mái. Nghe nói, cậu bảo hai đứa cháu không ra gì của tôi gọi tôi đến. Có phải nha môn có nhiệm vụ gì muốn truyền đạt đến làng không? Cậu yên tâm, làng Thanh Sơn chúng tôi chắc chắn không kéo chân cậu đâu. Ha 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 ha, Tam gia là thế này, nha môn cần tuyển hậu bối sai dịch. Tôi thấy đại ngư và nhị ngư khá ổn. Không biết, ông có đồng ý để họ đi làm không? Nhưng có được chính thức không thì khó nói. Ngoài ra làm sai dịch rất nguy hiểm. Chuyện vây bắt thổ phỉ trong thành Thanh Sơn, chắc ông biết rồi. Gì, bọn họ cũng làm sai dịch được. Hi hi, không vấn đề lớn, tôi có suất trong tay. Hai đứa mày quỳ xuống. Sau này theo tôm, phải nghe lời. Chúng ta là những người sống bằng việc đào đất trong thung lũng suốt đời. Chỉ tin một câu, có ơn phải báo. Ơn của anh Tôm với các con là ơn sinh thành. Từ hôm nay, gặp nguy hiểm phải xông lên trước. Che chắn giao kiếm cho anh Tôm. Chết rồi thì đó là việc tốt, cũng là niềm vui và vinh dự cho các con. Nếu sợ chết mà sống,
thì sẽ bị ném thẳng vào bãi tha ma. Cả đời đừng mơ vào nghĩa trang của làng Thanh Sơn. Người làng ta sinh ra là để hiến tế, cả đời sống nhờ ruộng đất. Nhưng nhớ kỹ một điều, ai cho các con mặc áo? Người đó là trời của các con, là ông nội. Tôi đi. Lời này có chút bất kính nhỉ? Trời không phải là hoàng đế của Đại Thánh Vương triều sao? Nhờ kẻ gã kia muốn tạo phản cũng đi theo. Tu Tam gia nói quá rồi. Tôm sau này hai đứa nhóc này sẽ theo cậu. Đánh chửi gì cũng được. Tam gia không nhìn lầm cậu. Cậu của thật là quý nhân của làng Thanh Sơn chúng tôi. Là long nhị của họ Hứa chúng tôi. Ha ha ha. Tam gia, trong làng Thanh Sương có ai phù hợp làm sai dịch không? Không giấu gì ông, tôi còn vài suất trong tay. Cần một số người tin tưởng được. Có yêu cầu cụ thể gì không? Ừ. Thì thế này. Từng là lính hoặc võ giỏi, từng thấy máu trung thành, nghe lệnh làm việc. Ừ. Được, tôi sẽ sớm trả lời. Sau đó lại nói chuyện một lúc, Hứa lão tam cũng rời đi. Cậu chọn hai người họ làm hậu bối sai dịch. Còn định từ làng tiếp tục tuyển người. Cậu đã nghi kỹ chưa? Danh sách hậu bối sai dịch dù không bằng chính thức, nhưng cũng có giá. 20 lượng bạc ở thành. Những người này không trả được cậu 20 lượng một người đâu. Hừ hừ hừ. Cậu không hiểu đâu, 30 suất này. Dù sao, phải tìm người trung thành đáng tin. Người làng mới đáng tin nhất. Hứa Phương Nhu lạnh lùng, nhìn đám người không hỏi nữa. Quay về phòng. Ừ. Ở thành tôi là đại gia, về làng, chỉ thiếu chưa tắm rửa cho vợ cả. Việc gì cũng phải làm, lại còn bày mặt khó chịu, để tôi xem xử lý cô thế nào. Tôm dùng nước ấm phơi trong sân, rội lên để giảm nhiệt. Mấy ngày này bực bội lắm rồi, cũng đến lúc thư giãn một chút. Hi hi hi. Ê, hỏng rồi, mở cửa không? Úi cha, đừng ép tôi mạnh tay, tôi đến đây này hi hi. Không ảnh hưởng gì đến tôi, đồ khốn. Nhà môn sắp gửi đoàn rước dâu. Tôi dẫn đầu, tin không mai tôi ghi cô vào danh sách. Lúc đó bị mấy gã thô lỗ đánh đấm. Xem cô còn dám không? Mở cửa nhanh. Tôi đến 3. 3. 2. Nghe lời thì tốt. Chị cả lại đây. Đồ khốn, đồ khốn. Anh chỉ biết bắt nạt tôi, cắn chết anh. Anh Hứa lợi hại thật. Nghe nói danh sách rước dâu đã được nộp lên nha môn. Lần này kiểu gì tôi cũng không tránh được. Biết làm sao đây? Gần đây một số kẻ lười biếng cũng bắt đầu làng vàng trước cửa. Thở dài, sáng hôm sau, khi trời còn mờ mờ sáng, Tôm dậy rồi đi dạo quanh sân. Tập quyền mạnh mẽ. Bụi bốc lên từ phía, lúc này có bóng người ở cửa. Lén lút nhìn vào sân. Tôm đi qua, mở cửa, thấy bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn. Dương phu nhân có việc gì hả? Anh Hứa, phải chăng nha môn chuẩn bị tổ chức rước dâu? Danh sách có tên tôi không? Có, đó là việc tốt, để tôi giúp cô chọn. Chọn người tốt bụng, dáng vóc to khỏe. Khi đó cũng có người chăm sóc cô. Tôi có thể không đi không? Đại Thánh Vương đối với những người đủ tiêu chuẩn rước dâu, phải thực hiện đầy đủ. Không ai dám lơ là việc này. Dương phu nhân đừng gian dối chuyện này. Nếu trốn tránh rước dâu, nhà môn bắt được, sẽ bị bán vào kỹ viện. Nhà mẹ cô cũng bị phạt tiền. Hừ, rước dâu người tốt đã kết hôn. Người chưa kết hôn, đều là lùn hoặc tật nguyền. May mắn thì còn người lành lặn. Ai sẽ lấy một quả phụ như tôi? Nếu không được chọn, vẫn vào ký viện, cũng chẳng có ngày tốt đẹp. Biết vậy trước đây tìm một người phù hợp. Tôi đã có ý định, người ta không đồng ý. Tôi thật lòng mà, người ta không muốn tôi. Anh! Cái. Anh Hứa, tôi là Đàm Ninh Nhi. Có việc gì? Anh Hứa, tôi nghe nói có rước dâu, tôi không muốn tham gia. Tôi thích anh. Tôi có thể gả cho anh không? Làm thiếp cũng được. Tôi không định nạp thiếp lúc này. Anh Hứa, anh vẫn hận. Lần trước bố mẹ tôi đòi lại quà. Tôi lúc đó không biết gì. Nhưng trong lòng có anh. Cầu xin anh giữ tôi lại. Tôi làm gì đấy? Để yên ngủ không? Đám thô bỉ không biết xấu hổ. Về nhà tìm bố các cô đi. Chuyên cướp chồng người khác. Quá phụ thì có gì tốt? Mở đầu bằng việc phản công vào khuôn mặt đống hệt để thay thế. Những gì anh trai không đạt được, không đạt được sự giải thích, anh ta sẽ từng thứ từng kiếp này anh ta muốn sống một cuộc sống sung sướng. Sau khi ăn sáng, Tôm dẫn theo Đại Ngư và Nhị Ngư cùng nhau lên quán đạo ăn uống. Ông bác đã đang đợi, nhưng thấy ba người đến, sắc mặt không vui chút nào. Chúng ta chạy bộ đến huyện thành. Không xa lắm, chúng ta có thể chạy đến mà không cần thở dốc. Ha ha ha, coi như là tập luyện trước. Yêu cầu về sức lực của hậu bị nghị sĩ cũng rất nghiêm khắc. Anh Tôm, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không làm anh mất mặt đâu. Khi đến cổng thành huyện,
Đại ngư và nhị ngư không thở dốc, không gập lưng. Rõ ràng đoạn đường này đối với họ không có gì thách thức. Đến trước cửa phòng gian số 3, Đàm Lôi và những người khác dẫn theo hậu bị sai dịch tập trung. Thêm đại ngư và nhị ngư, vừa đủ 22 hậu bị sai dịch. Công giao đại ngư và nhị ngư cho Đàm Lôi dẫn dắt. Là cháu của trưởng thôn, đã học qua vài năm tại trong thôn lại phụ trách đội tuần tra tạm thời. Công phu nắm đấm cũng khá tốt. Chút đào tạo thêm, tương lai bên cạnh tôn sẽ có thêm hai trợ thủ đắc lực. Tuyển mộ nhân sự thế nào rồi? 5 phòng giam, báo cáo số lượng. Phòng giam số 1 có 5 sai dịch chính thức, 17 hậu bị sai dịch, tất cả đều có mặt. Phòng giam số 2 có 6 sai dịch chính thức, 17 hậu bị sai dịch, tất cả đều có mặt. Tiếp theo là Đàm Minh Huy, Tống Trị Trung, Sở Trung Thiên, Hậu Long và Trương Diệu cũng lần lượt báo cáo, tất cả đều có mặt. Phòng giam số 3 có 7 sai dịch chính thức, 22 hậu bị sai dịch, còn 8 người chưa đến. Nhân sự đều đã bổ sung đầy đủ cho các bạn. Nếu vẫn không làm ra thành tích thì thật khó hiểu. Hôm qua ông Cố đã đến phủ Thanh Châu, hôm nay lệnh từ phủ Thanh Châu do tôi truyền đạt. Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi chút ít, ngay cả Hậu Long và Sở Trung Thiên và Trương Diệu, người thân cận ba chủ quan cũng có vẻ không biết. Hôm nay sẽ có lệnh truyền xuống, chỉ thị của triều đình, mùa thu sắp đến, lệnh cho các nha môn các nơi chuẩn bị trước một tháng. Xét tình hình chiến sự ở tiền tuyến nghiêm trọng, mùa thu năm nay tăng thêm 15% so với mọi năm, các loại thuế khác không thu. Trong thời gian này, mọi thứ là di ngôn, sau này chỉ thu thuế mùa thu, mọi người không cần ở lại nha môn. Trong thời gian này các việc lớn nhỏ các bạn có thể linh hoạt thu thuế, đảm bảo theo tiêu chuẩn của năm ngoái để phân chia. Có lương thu lương, không có lương uống địa, không thu được, tự mình bù đắp, nếu không hoàn thành đủ, sẽ bị xử tội phá hoại thu thuế mùa thu của triều đình. Tất cả sẽ bị cách chức bắt giữ, đưa vào phủ Cảnh Châu nghiêm trị. Đại nhân, trước một tháng so với mọi năm là quá sớm. Ngoài thành lương thực chưa chín, trong thành vừa mới kết thúc vụ mùa không lâu, dân chúng không có dư tiền dư lương. Dù chúng ta có thêm nhân lực so với trước, tăng thêm 50%, giải thích khó hoàn thành. Những năm gần đây mỗi năm đều tăng thuế, không thể để chúng tôi đi cướp được. Đúng vậy, đại nhân, điều này gần như không thể hoàn thành. Hiện tại mức thuế đã rất cao, nếu tiếp tục tăng thêm, thương nhân huyện Thanh Sơn sẽ bỏ đi hết. Năm ngoái thu thuế mùa thu bao nhiêu? Tổng sản lượng lương thực ngoài thành thế nào? Năm ngoái thuế mùa thu của huyện Thanh Sơn, ngoài thành nộp lương khoảng 1 vạn đan, thuế trong thành đạt 16,0 lạng. Còn sản lượng lương thực ngoài thành chỉ có khoảng 4 vạn đan, ngoài thành nộp lương 1 vạn đan, một đan khoảng 120 cân, tức là thuế lương 120 vạn cân. Tổng sản lượng lương thực của huyện Thanh Sơn chỉ có 480 vạn cân, dân số của huyện Kinh Sơn khoảng hơn 3 vạn người, mỗi người bình quân có khoảng 160 cân lương thực. Phải qua hết mùa đông và mùa xuân tiếp theo, điều này gần như là không thể. Kết quả sau khi thu lương, mỗi người chỉ còn lại khoảng 100 cân lương thực. Điều này khiến tôi phải ép người dân đến chết. Trong thành thì còn có thể gom đủ bạc, ngoài thành thì nguy hiểm đến tính mạng. Cao nghĩ rằng thuế mùa thu này là tôi có thể quyết định sao? Tôi cũng là người huyện Thanh Sơn, tôi cũng biết rõ sau thuế mùa thu sẽ là tình cảnh thế nào. Đại nhân, nếu lương thực không thể thu đủ, có thể đổi lương thành bạc không? Nếu đổi lương thành bạc, giá cả ra sao? Có thể theo giá thị trường, một cân lương một lượng bạc. Trong thời gian này mọi việc chúng tôi có thể linh động quyết định. Chỉ cần không phạm trọng tội, bất kỳ việc gì các ông cũng có thể tự quyết. Trong thời gian này, dù là phủ Thanh Châu hay huyện Thanh Sơn, cũng sẽ cho các ông đủ quyền lực. Được rồi, đi sắp xếp đi. Nhớ thông báo cho dân chúng huyện Thanh Sơn, lần thu thuế mùa thu này là để bảo vệ tiền tuyến, bảo vệ gia đình và đất nước là trách nhiệm lần của này mọi người. Người hãy cố gắng gom góp, năm sau có lẽ sẽ ổn hơn. Anh Tôm, lần này đưa dâu gặp đúng đợt thu thuế mùa thu, dự đoán sẽ khó khăn. Nhân lúc tin tức thu thuế mùa thu chưa lan truyền, anh hãy bán nhà của Vương Hồ, Hồ Xuyên và Từ Lãng ở địa điểm khác. Bán ba căn nhà này đi, ngoài ra bán cả nô bộc, các tài sản khác có thể bán được thì bán. Anh Tôm, nếu thiếu bạc, nhà tôi cũng có vài mảnh đất có thể bán. Anh nên cân nhắc kỹ. Ừ, nếu thật sự cần bán thì cũng nếu được. Chúng ta còn giữ được vị trí này, sau thu thuế mùa thu, giá hàng hóa trong huyện chắc chắn sẽ giảm lúc mạnh. Đó mua lại cũng được, nhưng nếu thu thuế không suôn sẻ, thật ra ảnh hưởng của các ông sẽ không lớn. Dù sao nha môn vẫn cần sai dịch, không thể tất cả đều bị đưa đến phủ Thanh Châu, chỉ là vài người đứng đầu mà thôi. Bây giờ bán vẫn có giá cao, nếu không lấp đầy được lỗ hổng thu thuế mùa thu, dù còn ở vị trí này cũng bị người ta gạt ra ngoài. Cũng không cần quá lo lắng, tôi chỉ nói về tình huống xấu nhất thôi. Hôm nay đến có việc, ha ha, tôi có một suất hậu bị sai dịch, có ai đáng tin để tôi gửi không? Ở đó thế nào? Muốn tự nguyện cho ba người giám sát tôi, nếu thật sự giám sát cũng tốt, để các trên yên tâm mới cho tôi nhiều lợi ích hơn. Ha ha ha. Nói thẳng ra, để lại một người bên tôi, nhiều việc tôi không phải chạy qua lại. Ngoài ra có vài việc giao cho anh ta làm, cũng tránh cho người ta nghi ngờ về mối quan hệ của tôi và ông. Xem ra ông định làm ăn rồi. Tịch biên gia sản không có giờ tôi đủ người rồi. Ông làm ăn buôn bán, nhiều loại hàng hóa, kênh phân phối rộng, có con đường của binh tự do vô hạn, ở các khu vực đều có thể thông suốt. Tôi ở huyện Thanh Sơn, là người địa phương, tương lai cơ hội hợp tác chắc chắn nhiều.
Tôi nghe nói thu thuế mùa thu sắp đến, khu vực ông phụ trách là ngoài thành, thuế lương đủ khó khăn hơn nhiều. Chắc không phải sợ không hoàn thành nhiệm vụ, muốn kiếm bạc để vượt qua khó khăn này chứ. Đây không phải số tiền nhỏ. Ha ha. Sau này ông sẽ biết. Được, tôi sẽ gửi một bức thư, cho em họ đến một chuyến. Đi theo ông, rốt cuộc bán cái gì, để tôi có sự chuẩn bị. Lần này thiếu hụt của ông không nhỏ. Tôi sẽ giúp ông kiểm soát, để ông không phải phí công. Dù bán gì đi nữa, chỉ cần thấp hơn nhiều so với giá nhập của ông là có lời rồi phải không? Nếu bán ở gần huyện Thanh Sơn, trên giá nhập của tôi cộng thêm một phần. Nếu muốn phủ toàn bộ phủ Thanh Châu, tính thêm hao hụt và chi phí đi đường, trên giá nhập của tôi, giá bán của ông cần cộng thêm hai phần. Như vậy, bao nhiêu tôi cũng mua được hết. Ôi tên gian thương. Đúng rồi, tôi có tin này. Ông chắc sẽ hứng thú. Mẹ mơ, tin gì? Huyện lệnh huyện Thanh Sơn, Cố Trọng Minh đã đi đến phủ Thanh. Ông nghĩ để làm gì? Cái này à? Chẳng phải để trốn trách nhiệm. Hamum, đất đai của triều đình. Chẳng lẽ của vua, ông ta có thể trốn đi đâu? Từ tối qua, huyện lệnh của 18 huyện ở phủ Thanh Châu đều bị bắt đến phủ Thanh Châu. Lần thu thuế mùa thu này nếu không hoàn thành, sẽ lấy những người này để làm gương. Nếu để họ ở địa phương, họ không nhận thức được tình hình nghiêm trọng, có thể còn lợi dụng cơ hội này. Giờ họ bị giam ở phủ Thanh Châu, chỉ có thể sử dụng tất cả lực lượng có thể hoàn thành thu thuế mùa thu. Nếu không hoàn thành, họ sẽ không được trở về, thiếu hụt sẽ được bù bằng tài sản của các huyện lệnh. Giờ nhìn lại, Cố Trọng Minh chuyển ông ra ngoài thành không phải để đối phó ông, mà là vì hôm nay Cố Trọng Minh không đơn giản, chắc chắn có người trên biết trước một số tin tức. Ông ta cũng coi trọng tôi, Cố Trọng Minh nhiều lần ép tôi tìm cơ hội chuyển khu vực của mình ra ngoài thành, sau đó chủ động chuyển 30 suất hậu bị sai dịch cho mình, 7 suất sai dịch chính thức cho mình. Ông ta chỉ giữ lại 3 suất sai dịch chính thức. Xem tình hình này, chắc chắn có người đằng sau giúp đỡ. Nếu không thì có 5 suất sai dịch chính thức đã tốt rồi. Lúc này tất cả có vẻ như là để thu thuế mùa thu. Các sai dịch khác đều là người có kinh nghiệm, nếu có chuyện xảy ra, họ có cách để thoát. Nhưng Tôn thì khác. Ông đã đắc tội nhiều người, chỉ có thể tiến lên. Tương lai của ông nếu mất sẽ là chết. Cố Trọng Minh không dám giao tính mạng của mình cho người khác. Cuối cùng ông ta chọn ông. Chiều tối khi xong việc, Tôn trở về nhà trong thành. Vừa vào cửa đã thấy Triệu Mai và con gái Vương Linh đang quỳ trên đất. Các người đang làm gì vậy? Xin ông đừng đuổi chúng tôi đi. Ai nói sẽ đuổi các người đi? Thu thuế mùa thu bắt đầu rồi. Sáng nay, sai dịch đi cùng ông lần trước đến, đưa đi vài gia nhân và phụ nữ và một số tài sản khác. Ha ha ha. Đứng lên đi, các người cứ yên tâm. Nhưng ở không đây có gia nhân nữa, việc của các người sẽ nhiều lên. Cảm ơn ông, tôi không sợ khổ. Đi nấu ăn đi. Tới thư phòng, người hầu tính sơ qua, thu thuế mùa thu năm nay thêm 50%, phải nộp 15,0 đa lương thực. Giờ ngoài thành đang hạn hán, ước chừng không đủ thu lương thực mùa thu. Ông chủ, có phải lần thu thuế mùa thu này ông rất áp lực không? Nếu là vì chúng tôi có thể đi. Các người đi đâu? Tôi cũng không biết. Ha ha ha. Hợp đồng bán thân của mẹ con người vẫn còn ở chỗ ta. Đi rồi ta sẽ bảo quản bắt người, ha ha. Ông chủ, sao ông luôn dọa nạt nô tỳ thế, hi hi. Thôi, việc của ta không liên quan đến mẹ con ngươi. Đừng đoán bậy nữa. Có việc gì ta có thể giúp được không? Thật muốn giúp ta? Muốn. Như thế này, ngươi làm được không?